Hướng dẫn bạn cách thủ dâm lành mạnh để tăng cường sinh lý cho nam giới. Thủ dâm là một cách con người giải tỏa cái nhu cầu tâm sinh lý và điều này hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, đây là một hành vi tình dục rất riêng tư và vô cùng tế nhị nên rất nhiều người cảm thấy gì? Xấu hổ và không thoải mái khi phải thảo luận về cái vấn đề này. Có người còn không cho phép bản thân tìm hiểu về nó ở trên mạng internet. Nhưng cái việc hiểu rõ về lợi ích của thủ dâm và các cái kỹ thuật đúng cách sẽ không chỉ giúp cho các bạn đảm bảo cái sức khỏe mà nó còn giúp tăng cường cái chức năng sinh lý của các bạn. Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Đức Mạnh, chuyên gia trong lĩnh vực về nam khoa và hỗ trợ sinh sản. Trong hơn 6 năm qua thì tôi đã giúp đỡ cho hàng ngàn các anh em nam giới phục hồi sinh lực và tìm lại bản lĩnh phái mạnh. Việc mà chúng ta thủ dâm đúng cách, điều độ, lành mạnh thì xét về nhiều mặt nó sẽ có rất nhiều các cái lợi ích nếu mà bạn không quá lạm dụng nó. Lợi ích của thủ dâm hợp lý và điều độ thì có thể kể đến như sau: giúp giải tỏa căng thẳng này, giúp thư giãn, cải thiện chất lượng giấc ngủ và giải tỏa cái nhu cầu ham muốn. Thủ dâm lành mạnh thì giúp giảm thiểu khả năng rối loạn cương dương và chứng xón tiểu ở nam giới. Và có một cái khám phá được các cái điểm nhạy cảm trên cơ thể của bản thân người đàn ông và đối phương, giúp cho chúng ta có một cái cuộc yêu thăng hoa hơn rất rất nhiều lần. Và nó còn có khả năng giảm các cái nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến ở nam giới. Các cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thủ dâm và xuất tinh điều độ thì có nguy cơ ung thư thấp hơn 20% so với những người bình thường. Và sau đây tôi sẽ chia sẻ cái cách mà thủ dâm lành mạnh, các bạn hãy lưu lại và thực hiện theo nhé. Thứ nhất là các bạn nên thủ dâm với tần suất hợp lý vừa đủ. Tần suất thủ dâm hợp lý thì nó tùy thuộc vào sức khỏe cơ địa của mỗi người. Tuy nhiên thì theo một vài các cái nghiên cứu, nam giới ở mà trong cái độ tuổi gì dưới 30 tuổi thì có thể thủ dâm điều độ khoảng từ 3 cho đến 4 lần một tuần là vừa vặn nhất. Và cái tần suất này nó được xem là phù hợp vì nó vừa đảm bảo cái sức khỏe này, vừa không ảnh hưởng gì đến chất lượng công việc cũng như là cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cái số 2 đó là không nên vội vàng các bạn nhé. Bình tĩnh và không nên vội vàng. Theo một cái nghiên cứu thì cái thời gian trung bình đàn ông xuất tinh khi thủ dâm là chỉ dưới 5 phút. Dưới 5 phút các bạn nhé. Và lâu dần cái điều này nó có thể hình thành nên cái thói quen và dẫn đến xuất tinh sớm khi bạn quan hệ thật sự. Và cái thói quen nóng vội có thể xuất phát từ cái giai đoạn đầu khi mà chúng ta mới làm quen với thủ dâm. Và khi cái cảm giác sợ bị bắt gặp, tức là sợ bị phát hiện ấy, đã thôi thúc cái cực khoái và dẫn đến càng nhanh càng tốt. Do đó thì chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một cái khoảng thời gian và không gian đủ riêng tư trước khi mà chúng ta bắt đầu. Ok, đến cái thứ ba đó là thủ dâm an toàn. Nhiều người thì chọn thủ dâm là một phương án để thỏa mãn cái nhu cầu tâm sinh lý của cá nhân mà vẫn tránh được các cái nguy cơ của các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm cả việc là có thai ngoài ý muốn, viêm gan B, giang mai, HIV hoặc lậu. Tuy nhiên cái phương án này không an toàn tuyệt đối với những nguy cơ tổn thương. Bạn vẫn có thể bị nhiễm trùng đường sinh dục, đường tiết niệu từ các cái vi khuẩn trên bàn tay của chúng ta, ngón tay của chúng ta hoặc các cái trợ cụ. Do vậy, cái điều đầu tiên phải lưu ý trước khi mà chúng ta hành sự đó là gì? Chúng ta hãy vệ sinh tay này và các cái đồ chơi tình dục thật là sạch sẽ. Và thủ dâm là một hành động sinh lý hoàn toàn bình thường. Nó chỉ có hại khi mà bạn lạm dụng nó. Các bạn nhớ nhá, nó chỉ có hại khi mà các bạn lạm dụng nó. Và hy vọng rằng với những cái chia sẻ ở trên sẽ giúp cho các bạn có được cách thủ dâm một cách lành mạnh này, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Nếu có bất cứ một cái thắc mắc hoặc là cần tư vấn về các cái bệnh lý về nam khoa, các vấn đề về sinh lý này, rối loạn cương hoặc là xuất tinh sớm thì các bạn có thể để lại bình luận ở phía dưới hoặc là nhắn tin riêng cho bác sĩ Mạnh. Đừng quên là gì, đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều các cái thông tin hữu ích về sức khỏe. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn.